Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Long An. Ban vận động thành lập Hội cựu công an nhân dân thành phố Tân An vừa tổ chức đại hội thành lập Hội cựu công an nhân dân thành phố Tân An nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua các nội dung điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội cựu công an nhân dân thành phố Tân An nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần dân chủ thống nhất đoàn kết, đại hội bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành hội. Hy vọng các đồng chí hội cựu công an nhân dân thành phố Tân An tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, cướp vận vào công cuộc xây dựng thành phố Tân An ngày càng an toàn, giàu mạnh. Quyền Thủ Thừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. Năm 2023, huyện chọn trường Trung học phổ thông Thủ Thừa xây dựng cơ sở giáo dục điển hình với mô hình ba lực lượng cùng quản học sinh chấp hành pháp luật. Qua triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa phát triển ngày càng sâu rộng. Năm 2024, huyện Thủ Thừa chọn xã Mỹ Lạc để triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị xã hội của huyện Thủ Thừa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở một vài nơi còn diễn biến phức tạp kéo dài, vấn đề đó đặt ra yêu cầu mới đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo trước mắt cũng như lâu dài. Năm 2023, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản ổn định, theo hướng tuân thủ pháp luật các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra theo đúng đường hướng hành đạo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp nguồn lực cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Bên cạnh đó, việc quan tâm và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh được cấp quỹ đảng, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện và bước đầu đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, trong thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng ưu tiên tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác tín ngưỡng tôn giáo có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng tôn giáo, nhất là ở cấp cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc phức tạp, điểm nóng về tín ngưỡng tôn giáo. Trong những năm qua, hành trình tìm lại chính mình của người làm đỡ luôn được đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, những năm qua, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức hơn 10 chương trình hành trình của niềm tin thắp sáng ước mơ thanh niên quảng lương. Qua đó, hỗ trợ giúp đỡ hơn 4.000 lượt thanh niên chạm tiếng, thanh niên quảng lương tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Hội phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức hơn 50 ngày hội thanh niên tôn giáo, thu hút hơn 30.000 lượt thanh niên tham gia. Những hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo thanh niên trên khắp địa bàn tỉnh, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của thế hệ trẻ. Thưa quý vị, Châu Thành mảnh đất nổi tiếng với dùng trồng thanh long lớn nhất tỉnh, không chỉ tự hào về năng suất thanh long, địa phương này còn có những nông dân tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Và lão nông Trương Phúc Thảo ở xã Long Trì, huyện Châu Thành như một tấm gương điển hình. Hàng chục năm gắn bó với cây thanh long, hơn ai hết, ông Thảo luôn am hiểu về đặc tính của loại cây này, Do đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường, nên ông Thảo đã chịu khó trong việc nghiên cứu phương thức canh tác phù hợp và việc gáp chính là hước đi đã được ông Thảo áp dụng thành công trong vài năm trở lại đây. Đó là học việc gáp là phải có người dạy, người dạy xong mới là mình về mình phải có bằng rồi về mình mới áp dụng vào cái giường của mình được. Đúng rồi, nông dân giờ là phải theo cái trình độ khoa học kỹ thuật chứ không phải làm giống như ngày xưa. Theo cái quy trình mình xịt nó ít hơn, rồi ngày xưa thì mình xịt đại trà, muốn xịt chừng nào mình xịt. Giới 6 công thành long được sản xuất theo quy trình việt gáp, trung bình mỗi năm gia đình ông Thảo thu lợi nhuận trên dưới 200 triệu đồng. Sau thành công từ hướng chi này, ông Thảo đang tái sản xuất đợt mới và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất việt gáp từ khâu chọn chống, bón phân, tưới nước đến thu hoạch. Bây giờ đang ráng phấn đấu mình làm thì hiện giờ giá thanh long đang có chiều hướng phát triển lên thì cũng đang cố gắng để mà mình làm. Trong việc gáp thì uh, bán nó cao hơn giá thị trường nó khoảng 15 đến 20%. Với những kiến thức và kỹ năng có được, ông Thảo còn chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những hội viên khác để cùng nhau phát triển mô hình theo hướng việc gáp. Nhờ đó mà nhiều năm liền, ông Thảo đã được kinh danh là nông dân giỏi các cấp. Thì uh, học theo quy trình việc gáp này thì cũng vận động uh, bà con nông dân ở trong ấp cùng làm theo thì ở đây thì hiện giờ nó cũng có 15 đến 20 hecta thì ngoài công tác bên công tác hội thì anh còn tham gia tốt các công tác hoạt động an sinh xã hội cũng như là vận động hội viên nông dân cũng như nhân dân trên địa bàn tham gia vào các công tác xây dựng cầu đường giao thông nông thôn để góp phần vào thực hiện các chỉ tiêu hạ tầng của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới với những nông dân như ông Thảo chính là những ngọn đuốc sáng góp phần thắp sáng con đường phát triển nông nghiệp bền vững của huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Họ là những tấm gương để nông dân khác noi theo, góp phần nâng cao chất lượng nông sản Long An, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Tổng cục thống kê vừa công bố con số liên quan đến tai nạn giao thông trong quý 1 2024. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay tăng gần gấp 2,8 lần, đồng thời số người tử vong gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Bình quân mỗi ngày cả nước xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, mỗi ngày trung bình có 30 người tử vong, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông. Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, các đơn vị có thể bố trí lực lượng mặc thường phục bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Thưa quý vị, từ tháng 4 2024, nhiều chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là một số chính sách đáng chú ý. Mặc dù luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2025, nhưng vẫn có hai quy định của luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 2024 cụ thể gồm các quy định về các hoạt động lấn biển và các nội dung sửa đổi bổ sung luật lâm nghiệp số 16 năm 2017 QH14 về nguyên tắc căn cứ giao rừng cho thuê rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Từ 22 tháng 4 năm 2024, thông tư 02 về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi bổ sung sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau. Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm mới trong lĩnh vực đăng kiểm. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 233 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải cụ thể có hai thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung gồm cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển Theo Cục An toàn Thông tin, trong 3 tháng qua, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 cuộc. Theo đó, xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là tấn công mã quá dữ liệu tống tiền có xu hướng tăng cao thời gian gần đây đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công mạo quá dữ liệu tống tiền gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất hình ảnh của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cũng như hoạt động đảm bảo an toàn không gian mạng quốc gia trước tình hình đó cục an toàn thông tin đề nghị các cơ quan doanh nghiệp tổ chức rà soát tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trong đó ưu tiên các giải pháp giám sát cảnh báo sớm trước ngày 15 tháng 4 các cơ quan đơn vị cần kiểm tra đánh giá việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, nhất là các hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp phát hiện hệ thống tồn tại các nguy cơ, lỗ hỏng và điểm yếu, đơn vị cần lập tức triển khai các biện pháp khắc phục. Theo báo cáo của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Long An cho biết, trong năm 2023 vừa qua, toàn tỉnh có 49 trên 188 xã đã triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã, đạt tỷ lệ 26%. Tỷ lệ này chưa đạt mục tiêu 30% số xã triển khai chuyển đổi số cấp xã, theo chỉ đạo của Quỹ ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, có 3 quyện đã triển khai công tác chuyển đổi số tại 100% xã, gồm huyện Châu Thành, Vĩnh Hưng, Cần Duột. Bên cạnh đó, còn nhiều địa phương chưa triển khai tại xã nào. Do chuyển đổi số cấp xã là nội dung mới, trong khi đó ngân sách quyền, ngân sách xã còn hạn chế, nên chưa trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhân lực cán bộ chuyên môn cấp xã còn thiếu, cán bộ phụ trách chuyển đổi số không có chuyên môn về công nghệ thông tin hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng còn hạn chế do khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số thành viên chưa cao việc cài đặt sử dụng các ứng dụng của người dân gặp khó khăn nhất là khu vực nông thôn do kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh của người dân còn hạn chế Hôm qua, chính phủ mới của chính quyền Palestine đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Mahmoud Abbas với các thành viên bao gồm cả đại diện của khu vực Gaza và nữ giới. Nội các mới của chính quyền Palestine do Thủ tướng Mohammad Mustafa đứng đầu, bao gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 3 phụ nữ và 6 người Palestine ở giải Gaza. Thủ tướng Mohammad Mustafa đồng thời giữ chức ngoại trưởng. Thủ tướng Mustafa tuyên bố ưu tiên cao nhất của chính phủ sẽ là chấm dứt chiến tranh, đồng thời sẽ nỗ lực kiến tạo các tầm nhìn nhằm thống nhất cơ cấu tổ chức, bao gồm cả đảm nhận trách nhiệm ở Gaza. Hiện chính quyền Palestine quản lý một phần bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Kể từ sau khi lực lượng Hamas kiểm soát giải Gaza vào năm 2007, chính quyền Palestine không còn quyền lực ở vùng lãnh thổ này. Chính quyền Palestine công bố việc thành lập nội các mới trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gây sức ép ngày một tăng trong vấn đề cải tổ, thiết lập bộ khung chính trị đủ năng lực quản lý Gaza hậu xung đột trước khi trở thành một nhà nước độc lập. Trước đó, ngày 14 tháng 3, tổng thống Abbas đã bổ nhiệm ông Mohammad Mustafa, cố vấn uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế làm thủ tướng. Ông Mustafa đã cam kết thành lập chính phủ kỹ trị, đồng thời thành lập quỹ ủy thác độc lập nhằm giúp tái thiết Gaza. Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về nhập ngũ thường kỳ mùa xuân, theo đó kêu gọi 150.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là hoạt động nhập ngũ thường kỳ, trong đó tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi được gọi nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm hoặc chương trình huấn luyện tương đương trong thời gian học đại học. Trong năm ngoái, Nga cũng đã có hai đợt gọi nhập ngũ vào mùa xuân và mùa thu với tổng cộng gần 280.000 người. Theo quy định được Hạ viện Nga thông qua vào tháng 7 năm ngoái, độ tuổi nhập ngũ tối đa được nâng từ 27 lên 30 tuổi, có hiệu lực từ đầu năm nay. Các lính nghĩa vụ không được triển khai chiến đấu ở bên ngoài nước Nga. Trong thông điệp nhân lễ phục sinh, hôm qua 31 tháng 3, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi thế giới chống chiến tranh và xung đột trong bài phát biểu truyền thống được phát sóng trên toàn thế giới, giáo hoàng Francis đã lên án các cuộc chiến tranh xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, giáo hoàng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, cung cấp viện trợ cho người dân ở vùng lãnh thổ này, cũng như thả các con tin đang bị bắt giữ, đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động của chiến tranh đối với trẻ em. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề xuất việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới không ngừng nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người. Lễ phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ Cơ đốc giáo. Lễ phục sinh thường diễn ra vào một ngày Chủ nhật khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm để tưởng niệm sự kiện Chúa giê hồi sinh sau khi bị đóng đinh trên thánh giá. Hậu quả từ cuộc đình công tập thể của các bác sĩ nội trú ở Hàn Quốc vẫn tiếp diễn. Mới nhất, các giáo sư y khoa ở nước này dự kiến sẽ giảm giờ làm việc trong tình trạng ngày càng mệt mỏi do các bác sĩ cấp dưới nghỉ việc kéo dài. Quỹ ban ứng phó khẩn cấp của Hội đồng Giáo sư Y khoa Hàn Quốc cho biết, Bắt đầu từ hôm nay 1 tháng 4, các giáo sư là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện lớn sẽ giảm thời gian làm việc. Quỹ ban này dẫn một cuộc khảo sát gần đây tại một bệnh viện cho thấy giờ làm việc hàng tuần của các giáo sư dao động từ 60 đến 98 giờ. Quỹ ban trên đã chấp thuận việc các giáo sư sẽ nghỉ làm 3 ngày sau khi làm việc 24 giờ liên tục. Theo kế hoạch, các giáo sư y khoa sẽ tập trung vào việc điều trị các bệnh nhân nặng và bệnh nhân cấp cứu, đồng thời giảm số lượng các ca phẫu thuật và dịch vụ dành cho bệnh nhân ngoại trú. Bộ y tế Hàn Quốc cho biết, chính phủ đã triệu tập một cuộc họp bất thường trong ngày 31 tháng 3 để đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp mạnh mẽ hơn. Những chùm hoa anh đào nở rộ đang tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ tại nhiều khu vực ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trong những ngày này, chính quyền các địa phương ở Seoul đang tổ chức lễ hội hoa anh đào hàng năm, một hoạt động mang tính biểu tượng và thu hút rất nhiều người tham quan. Tại quận Song Ba, lễ hội hoa anh đào diễn ra tại hồ Seok nơi có khoảng 1.100 cây hoa anh đào thuộc nhiều loại khác nhau. Điểm nổi bật của lễ hội năm nay là phần trang trí ánh sáng trên hồ, giúp du khách có thể ngắm hoa anh đào dưới ánh đèn đầy mê hoặc khi về đêm. Xuyên suốt lễ hội còn có hàng loạt các buổi biểu diễn âm nhạc sôi động. Du khách còn có thể mua sắm các món phụ kiện và đồ thủ công theo chủ đề hoa anh đào, cũng như tham gia nhiều hoạt động giải trí khác. Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho lễ hội. Hơn 200 nhân viên bảo vệ an ninh chuyên nghiệp được triển khai mỗi ngày, song song với việc giám sát đám đông theo thời gian thực thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ngoài quận Sông Ba, các quận khác ở thủ đô Seoul như Geoje-do, Dobong hay Seodaemun cũng tổ chức các lễ hội hoa anh đào với nhiều chủ đề khác nhau.